giai đoạn tô tường nó sẽ diễn ra như thế nào trong nhà chúng ta. Tiến phát số 8 xin trân trọng thông báo. Siêu khuyến mãi chưa từng có. Đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024 giảm giá 5% cho khách hàng ký hợp đồng từ 2 tỷ. Giảm giá 3% cho khách hàng ký hợp đồng từ 1,2 đến 2 tỷ. Đặc biệt tri ân khách hàng cũ, khách hàng được giới thiệu từ khách hàng cũ. Giảm giá 8% cho hợp đồng từ 2 tỷ, giảm giá 6% cho hợp đồng từ 1,2 đến 2 tỷ. Ký hợp đồng ngay hôm nay để có cơ hội bốc thăm trúng thưởng những phần quà giá trị vào dịp tất niên cuối năm. Thiết kế cơ sở cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tại ngày áp phát số 8. Xin chào, rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị các bạn ha. Thì mình đang có mặt tại một công trình Thủ Đức để cùng chia sẻ cho tất cả các bạn một kiến thức về công tác tô tường đó. Cái giai đoạn tô tường nó sẽ diễn ra như thế nào trong nhà chúng ta, thì mời các bạn cùng vào công trình với mình ha. Và đây là lầu 1 của chúng ta ha các bạn ha. Thì đây sẽ là nơi mà diễn ra công tác tô tường. Thì bây giờ mời các bạn cùng xem cái quá trình tô nó sẽ diễn ra như thế nào ha. Các bạn thấy mặt sàn được vệ sinh rất là sạch sẽ ha, trước và sau khi tô luôn đó. Các bạn thấy là đó, ngay cái này là bắt đầu đang gom gọn lại nè. Mặt sàn sạch sẽ thì nó sẽ giúp cho việc gom gọn, chúng ta nó sẽ gom cái phần hồ dư chúng ta tái sử dụng lại, nó sẽ hạn chế rất là nhiều tạp chất ha, như là gạch đồ này nọ đó. Rồi chúng ta cùng vào xem anh thợ tô trong phòng nha. Trước khi mà chúng ta tô các bạn, là chúng ta phải ghém ha các bạn ha. Đó, đây là một trong những điểm ghém bằng đinh ha. Chúng ta có thể ghém bằng đinh hoặc là ghém bằng gạch gì cũng được. Chúng ta ghém như vậy thì chúng ta sẽ có mực thước rất là rõ ràng để trong cái quá trình tô của chúng ta đó các bạn. Đó, nó diễn ra rất là thuận lợi và nhanh chóng ha. Bất kỳ một người thợ nào cũng sẽ tô lấy đúng chuẩn cái độ dày của tường cho nó thật đúng ha. Đầu tiên tô các bạn thì chúng ta cần phải tưới một lớp nước lên tường ha, đặc biệt là mấy cái chỗ mà giáp mí giữa tường với lại cái hồ tô cũ các bạn. Rồi sau khi chúng ta tưới xong thì bắt đầu là anh thợ sẽ bắt tô cái tường của chúng ta ha. Thì anh thợ sử dụng một cái bàn chà bằng nhựa, rồi bắt đầu đẩy hồ lên trên tường để tạo độ dính. Thì cái công tác này các bạn thì cần phải có sự lực tay ha. Tại các bạn khi các bạn đẩy lên và các bạn kéo á, nếu mà không có lực tay để mà đẩy lên á thì cái hồ nó sẽ khó dính vô tường lắm các bạn. Và mình cũng đừng có sợ cái việc là hồ nó rớt xuống dưới. Thì rớt xuống dưới xíu nữa chúng ta lụm lại đó, chúng ta vét lại, do là chúng ta đã vệ sinh sàn ở dưới rồi đó, gom hết cái bụi bẩn rồi, thì cái việc mà hồ rơi vãi xuống dưới và chúng ta gom lại lên trên đó, thì nó sẽ có rất ít tạp chất trong cái hồ của chúng ta ha. Và chúng ta chỉ việc tưới nước lên trên cái hồ đó và chúng ta làm lại. Thì cái công tác tô như vậy nè, đó, nó đòi hỏi một anh thợ có một cái kỹ năng lực tay tốt nè, và cái độ cảm nhận độ dày của tường ha. Mặc dù là chúng ta có ghém nhưng mà tường chúng ta dày chỗ nào, mỏng chỗ nào, thì qua tới công đoạn mà kéo dùng cái thước nhôm các bạn kéo tường á, thì cái công đoạn đó là chúng ta cần phải đắp vào thêm đó. Đây cận cảnh cho các bạn xem mà đó, chúng ta cứ đắp dày vào ha, chúng ta cứ đắp thiệt dày vào, rồi sau đó chúng ta sẽ dựa vào cái mảng tường ở phía dưới đã được tô rồi các bạn, làm có một thước rõ ràng rồi, chúng ta dựa vào cái mảng tường phía dưới và chúng ta bắt đầu là chúng ta kéo ha. Hãy subscribe.
Thì đây tiếp tục các bạn, đây là cái công tác kéo thước đó các bạn. Đây là công tác làm phẳng cái bề mặt tường chúng ta, ở cho nó đồng bộ cái độ dày của tường. Thì anh thợ đang tiến hành là lấy cái chiều dày đó của cái mảng tường phía dưới đó tô, và gạt đi những cái phần hồ mà thừa các bạn. Đây là kiểu gạt đều tay hả các bạn ha. Đó, anh thợ gạt xong rồi sau đó là để cái hồ lại trên cái ván, để xíu nữa chỗ nào thiếu đó thì anh thợ sẽ đắp vào thêm. Đó. Thì việc mà tô tường này các bạn, mà nếu mà chúng ta có ghém đầy đủ rồi thì bất kỳ một người thợ nào cũng sẽ tô cái mảng tường nó được thẳng hết các bạn. Nó sẽ không phụ thuộc vào cái ánh mắt và tay nghề của thợ nhiều nữa, chỉ cần một người thợ có tay nghề trung bình thôi là chúng ta đã làm được một cái mảng tường thẳng rồi. Đó, các bạn thấy là cái kiểu kéo của anh thợ rất là nhẹ nhàng. Đó, các bạn thấy là cái hồ của chúng ta đó nó dày khoảng là 1.5 phân ha. Anh thợ đang để cái phần hồ đắp vào là hô trước khi kéo là khoảng là 2 phân, để khi mà có kéo rồi thì nó chỉ còn khoảng 1.5 phân thôi. Thực sự thì cái kiểu kéo này các bạn không phải ai cũng làm được đâu ha các bạn ha. Đó, mới vào mà thợ ép cũng chưa chắc là đã kéo được như vậy, thì phải là một người thợ ít nhất phải là thợ ép, phải qua 2-3 công trình đó thì là mới kéo một cách nhẹ nhàng được. Đó, bây giờ là các bạn thấy là có một cái mảng gọi là nó bị lõm vào nè, ở phần hồ, những phần hồ nó còn thiếu á, anh thợ bắt đầu là trộn và đắp vào thêm. Nội cái bàn chà kéo á, nó cũng khác với lại cái bàn chà xoa bề mặt ha. Đây là cái công đoạn là làm thẳng tường, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu tới cái công đoạn gọi là xoa bề mặt cho bề mặt nó phẳng ha. Thì cái hồ mà công ty đang sử dụng đó là sử dụng bằng cát bê tông đó các bạn. Đó, phần hồ mà chúng ta tô như vậy là có mát là 75 ha các bạn ha. Sử dụng cát bê tông như vậy á, là hạt nó to đó, nó tăng cái độ kích dính tốt nha. Tường dĩ nhiên tường nó sẽ không có phẳng và láng ha, chúng ta chỉ cần tường nó thẳng là được. Còn cái việc mà phẳng và láng mà mình đẹp á, là cái đó là của công tác sơn nước ha các bạn ha. Cho nên chúng ta cứ mạnh dạn mà sử dụng cái cát bê tông cho cái công tác tô tường này. Rồi, sau khi mà đã đắp xong thì anh thợ tiếp tục cái công tác là gạt cho tường nó có độ dày bằng với cái khoảng tường phía dưới ha. Đó, chúng ta cứ gạt như vậy, thiếu chỗ nào đắp chỗ đó. Đó, và cái sau đó là chúng ta sẽ xoa bề mặt ha các bạn ha. Và mình lưu ý cho các bạn là chúng ta không nên sử dụng hồ khô, chúng ta không nên sử dụng hồ khô để mà chét lên cái mảng tường sau khi tô của chúng ta ha. Như vậy thì nó rất là dễ bị nứt chim chim các bạn. Tại sao? Tại vì hồ khô nó hút hết
cái nước của cái tường của chúng ta. À, cho nên là chúng ta hạn không nên luôn ha, không nên sử dụng cái hồ khô để mà chúng ta chám lên trên bề mặt tường. À. Thì bây giờ là bắt đầu qua tới tiến hành công tác làm bề mặt đó các bạn. Thì làm bề mặt thì chúng ta sẽ đổi một cái bàn chà bằng gỗ ha. Đó, nó sẽ tạo độ mịn cho cái tường của chúng ta. Thì cái việc chà này nó giúp cho cái gì các bạn? Thứ nhất là nó giúp cho cái tường chúng ta nó mịn hơn. Đó, nó phẳng hơn. Và thứ hai nữa là nó sẽ đánh rơi những cái phần hồ mà không bám dính. Rồi để sau đó thì chúng ta sẽ đắp vào thêm. Đó. Các bạn thấy anh thợ xoa rất là nhẹ nhàng và điệu nhẹ ha. Những cái phần hồ mà không bám dính trên tường đó là nó từ từ nó rớt xuống. Đó. Kể cả những phần hồ mà ở những vị trí mà nó không có được thẳng đó các bạn. Đó, nó có sự gồ ghề là cũng sẽ bị đánh xuống ha. Và đây là cái sản phẩm của chúng ta sau khi tô cái tường này rồi các bạn. À, các bạn thấy cái tường chúng ta nó phẳng và nó đẹp không? Rất là đẹp ha. Và chúng ta cùng coi ngay cái tại vị trí giáp mí này. Đó. Nó không có sự gọi là gồ ghề quá đáng ha. Sau này thì sẽ có một công tác nghiệm thu nữa từ những anh kỹ sư. Ha các bạn ha. Trước khi tô và sau khi tô các bạn thì chúng ta phải dọn dẹp cho thật sạch sẽ ha các bạn ha. Tại vì sao? Tại vì khi mà dọn dẹp sạch sẽ rồi thì những cái hồ mà chúng ta tô ở dưới chân tường này khi chúng ta dọn dẹp nó sẽ hạn chế lẫn tạp chất và chúng ta có thể sử dụng lại những cái hồ đó ha các bạn ha. Và các bạn biết tại sao mà ngay những cái đường chân này nè. Đó, những cái đường chân này mà công ty lại chừa như vậy không? Tại vì á cái nền của chúng ta sẽ được nâng lên thêm ha, và chúng ta và công ty sẽ đi gạch len âm tường, cho nên đó là chúng ta phải chừa những cái này ở những cái đường chân này để sau khi chúng ta ốp vào á, ốp cái đường len trên tường đó là nó sẽ ngàm vô trong cái mí này luôn ha. Thì để việc này diễn ra thuận lợi và không có sự xê dịch thì dĩ nhiên là trước khi tô là chúng ta phải ghém cho nó đầy đủ ha các bạn ha. Thì qua một vài phút mình chia sẻ đến cho tất cả các bạn cái công tác tô tường này thì hy vọng các bạn có thêm kinh nghiệm trong cái việc đó hả, là giám sát công tác tô tường ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Nếu bạn cảm thấy clip này hay thì hãy cho mình một nút like và share đó, cũng như là subscribe kênh xây dựng nhà phố của mình ha. Còn bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Tiếng phát số 8 xin trân trọng thông báo siêu khuyến mãi chưa từng có. Đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024 giảm giá 5% cho khách hàng ký hợp đồng từ 2 tỷ. Giảm giá 3% cho khách hàng ký hợp đồng từ 1,2 đến 2 tỷ. Đặc biệt tri ân khách hàng cũ, khách hàng được giới thiệu từ khách hàng cũ. Giảm giá 8% cho hợp đồng từ 2 tỷ, giảm giá 6% cho hợp đồng từ 1,2 đến 2 tỷ. Ký hợp đồng ngay hôm nay để có cơ hội bốc thăm trúng thưởng những phần quà giá trị vào dịp tất niên cuối năm, thiết kế cơ sở cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tải ngay app Tiếng Phát số 8.